Dạ, em xin chào cả nhà đang quay trở lại với kênh YouTube Phúc Lộc Nhật Bãi ạ. Số điện thoại Zalo của em là 0397697664 nhé. Kho hàng nhà em thì về hàng liên tục nhé, nên rất là nhiều nguồn hàng mới nhé. Cô chú anh chị mà đang muốn tham khảo dòng hàng nào, dòng nội địa Nhật nào bên em thì xin cứ liên hệ vào số điện thoại Zalo của em nhé. Em sẽ tìm cho các bác một chiếc thật là phù hợp với gia đình mình nhé. Thật là phù hợp với gia đình mình, giá thì của bếp ga bên em thì có giá từ 1,7 triệu trở lên nhé. Đấy, và đến 4-6 triệu luôn nhé. Mặt thì có bề mặt sơn, bề mặt men, bề mặt kính và bề mặt đá. Dòng thì có dòng đơn giản, phun chức năng và đa chức năng nhé. Ngoài ra bên em còn có nồi cơm điện này, máy lọc không khí, máy hút ẩm nhé, máy rửa bát, xe đạp nhé, và quạt rất là nhiều dòng nhé các bác. Cô chú anh chị nào mà đang muốn tham khảo dòng nào thì xin cứ liên hệ về Zalo của em nhé. Em Phúc sẽ quay trực tiếp cũng như là tư vấn thật là nhiệt tình cho các cô chú anh chị nhé. Đấy. Và cô chú anh chị đang xem trên live thì ủng hộ em một nốt đăng ký nhé, một nốt đăng ký kênh nếu cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh của em Phúc ạ. Đấy. Và chấm cho em một chấm ở phần bình luận này. Đấy. Chia sẻ video giúp em Phúc nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và video ngày hôm nay thì em Phúc sẽ lên cho các cô chú anh chị một chiếc Zinline nhé. Zinline phím nhấn nhé các bác. Zinline phím nhấn dòng đơn giản này, gồm hai bếp nấu và một bếp nướng ạ. Bề mặt thì bề mặt men nhé, màu đen nhé các bác. Đấy, con này cũng được gọi là dòng siêu lướt luôn các bác. Đấy, đang còn rất là mới này. Đấy, không có một vết chấm, vết chảy, vết xước nào nha các bác. Cực kỳ là mới này. Đời thì cực kỳ là cao nhé. Đây, em sẽ quay đời cho các bác xem nhé. Đời là tháng 11 năm 2022 nhé các bác. Năm 2022 cho em này. Đời có lẽ là đời mới nhất đấy, đời mới nhất luôn các bác. Nên bằng ngoại hình cực kỳ là mới nhé. Đấy, ngoại hình cực kỳ là mới cho em. Bên dưới thì bên em bao bọc lưới chống chuột rồi nhé. Cô chú anh chị về sử dụng thì cực kỳ là yên tâm nhé. Đấy, bên dưới thì bên em bao bọc lưới chống chuột rồi nhé. Cô chú anh chị về sử dụng cực kỳ là yên tâm nhé. Chuột sẽ không có chuối vào cắn, làm đất ổ dây điện của chúng ta nhé. Đấy, bo chi lượng của chiếc bếp này thì làm bằng nhôm hợp kim nhá, vuông thành góc cạnh này, cực kỳ là mới luôn nhá. Bếp đời cao nên nó rất là mới này. Bên trên có bít chấn dầu này. Đấy, bo chi lửa làm bằng đồng nguyên khối nhá, hai chiếc đều như nhau nhá. Vuông thành góc cạnh cho em này. Đấy, cái loại này dùng cực kỳ là bền nhá. Kim cảm biến thì luôn luôn chạm đáy nồi nhá, để đo nhiệt độ đáy nồi cho chúng ta này, điều chỉnh ngọn lửa nhá. Kiềng của chiếc bếp này thì được làm bằng thép chống han chống gỉ này, giúp chúng ta không bị han gỉ trong quá trình nấu nướng nhá. Đấy, rất là tiện luôn đó các bác. Đây, bên trong này các bác nhìn giúp em nhé, rất là mới luôn. Một con bếp đời cao nên nó khá là mới nhé, nó khá là mới luôn. Đấy. Bên trên này là lỗ thông hơi của lò nướng cho em nhé. Nướng bên dưới thì hơi sẽ thoát qua đường này để ra ngoài này. Và bây giờ thì em cũng sẽ đi test lửa của chiếc bếp và các tính năng chống cháy, nổ, chống xòa, rỉ ga cho các bác xem nhé. Đây, bếp cực kỳ là nhạy luôn nhé. Em chỉ cần nhắn một cái là lửa đã lên rồi nhé. Đấy, bếp bên em cực kỳ là nhạy, kể cả phím nhấn hoặc là cảm biến nhá. Đấy, em chỉ nhấn một cái là nó lên này. Lửa rất là xanh không các bác? Lửa cực kỳ là xanh và bo chi lửa rất là đều nhá. Dòng mới thì nó rất dòng đời cao, dòng mới thì nó cực kỳ là đẹp này. Đấy, một chiếc bếp siêu lướt bên em luôn nhá. Đấy, bây giờ thì em cũng ngọn lửa này thì nó sẽ tiết kiệm đến 30% ga so với những chiếc bếp thông thường như chúng ta nhé. Bình thường thì chúng ta một năm có thể nấu hết đến 5 bình ga, nhưng mà nếu bếp này thì chúng ta có thể tiết kiệm được 1 bình đến 1 bình rưỡi nhé, chỉ còn khoảng 3 bình rưỡi đến 4 bình nữa thôi. Với ngọn lửa xanh như thế này thì chúng ta không nấu sẽ không bị lem đít nồi nhé, rất dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng nhé, không mất thời gian, không tốn thời gian của cô chú anh chị đâu ạ. Đấy, và bây giờ thì em cũng sẽ đi test tính năng tự động khóa ga nhé, tự động tắt bếp nhé khi nồi hết nước. Đấy, giúp chúng ta không bị cháy nồi, cháy đồ ăn khi mà nấu để quên trên bếp nhé. Đây ạ, khi mà em mới đặt nồi lên thì lửa cực kỳ là to nhé và rất là xanh. Chiếc bếp này lửa đẹp lắm các bạn. Đấy, cực kỳ và to và rất là xanh nhé. Nhưng mà nó sẽ nhỏ dần xuống khi nhiệt độ trong nồi tăng lên và sẽ tắt ở nhiệt độ 250 đến 300 độ C. Cũng là lúc nồi hết nhất nhé các bạn. Đây, bên này thì em sẽ giảm nhỏ lửa lại nhé. Để thổi nhé, test tính năng tự động khóa ga khi mà tắt ngọn lửa nhé. Em ví dụ như tác động bên ngoài như là số lùa làm tắt ngọn lửa này, hoặc là nước trào xuống làm bề mặt làm tắt ngọn lửa nhé. Bếp sẽ tự động khóa ga ngay trong vòng 5 đến 10 giây nhé. Đấy, rất cực kỳ là an toàn trong việc phòng chống cháy nổ này. Và ga không rò rỉ ra ngoài thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Chúng ta không hít phải đấy. Khí ga thì các cô chú anh chị đã biết rồi, nó rất là độc nhé. Đấy, nên mà chiếc bếp Nhật thì đảm bảo độ an toàn cho sức khỏe cũng như là tính mạng của chúng ta rất là cao nhé.
Đây, em đã thổi tắt rồi, cô chú anh chị chờ em trong vòng 5 đến 10 giây nhé. Bếp sẽ tự động khóa ga luôn ạ. Đây, bên này bếp cũng đã tự động tắt rồi các bác này. Đấy, bếp nhiệt độ đạt đến điểm 250 đến 300 độ C nhé. Cũng là lúc nồi hết nước đấy, thì bếp đã tự động tắt rồi nhé. Đấy, cảm biến hoạt động cực kỳ là nhạy nhé. Các bác nào mua chiếc bếp này thì cực kỳ là tốt này. Đấy, nồi em không cần đậy vung cho các bác không nhé. Không cần đậy vung mà nóng lên. Đấy, nóng lên thì lửa vẫn cảm biến hoạt động, lửa vẫn tắt nhé. Đấy, thì các bác sẽ biết là cảm biến hoạt động tốt như thế nào. Đấy, tốt như thế nào nhé các bác. Một chiếc bếp mới, đời mới thì cảm biến hoạt động rất là tốt. Đấy, đây là lò nướng nhé các bác. Đây là lò nướng này. Lò nướng phía trước của lò nướng thì có một lớp kính nhá, hàng nguyên zin của Nhật nên nó rất bền, chịu lực, chịu nhiệt rất là cao này. Bên trong gồm một khai và một vỉ này. Khai bằng men nguyên zin của Nhật này, vỉ thì inox nhé các bác. Vỉ inox này, bên trong này cực kỳ là mới nhá. Lò nướng này theo em nghĩ là chắc là chưa sử dụng nhé, hoặc có sử dụng thì một đôi lần thôi nhá. Nên nó rất là mới, một chiếc bếp đời mới rất là cao, à đời cao rất là mới luôn cho các em nhé. Đấy, rất là cao nhé. Và em cũng sẽ đi test lưỡi lò nướng cho cô chú anh chị xem nhé. Lưỡi lò nướng thì cực kỳ là xanh nhé, rất là xanh, cực kỳ là xanh và cũng rất là đẹp nhé các bác, rất là đẹp cho em nhé. Với ngọn lửa này thì chúng ta nướng đồ ăn rất là nhanh nhé, và cũng rất là ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Nhật nhé. Người Nhật đã sử dụng được thì mình không có lý nào là không sử dụng được đâu các bác ạ. Nên các bác cứ yên tâm sử dụng nhé. Đây, bên dưới này thì có, bên dưới này thì có khóa trẻ em nhé. Đây, mỗi khi chúng ta nấu xong chúng ta khóa lại nhé, nấn sang là khóa lại nhé, cực kỳ an toàn cho nhà có trẻ nhỏ nhé. Đây, đây trẻ nhỏ có vào bật cũng không lên được. Đấy, độ an toàn của người Nhật thì nó rất là cao nên mình dùng cực kỳ là yên tâm nhé. Đấy, kể cả là nhà có trẻ nhỏ hoặc là những ông bà già nhé. Đấy, sẽ không dò dỉ ga ra ngoài, không ảnh hưởng sức khỏe. Đấy, sẽ không vào, không bật, không nghịch được nhé, sẽ không bị nóng này. Và bây giờ em sẽ đi test tính năng khóa ga của hai chiếc bếp này cho cô chú anh chị xem nhé. Đây, ga đã được khóa hoàn toàn rồi nhé các bác, ga đã được khóa hoàn toàn nhé. Nếu như bếp thông thường mình đang sử dụng đang bật như thế này nhé, đang bật như thế này và chúng ta bật lửa như vậy thì nó sẽ bồng lên, nó cháy nhé. Nhưng riêng với chiếc bếp này đấy, thì tắt ngọn lửa là nó đã khóa ga hoàn toàn rồi nhé. Nên cả nhà dùng cực kỳ là yên tâm. Giá con này thì em để cho cả nhà là 2,8 triệu nhé. 2,8 triệu bên em bao ship toàn quốc cho các bác này. Bên em bao ship toàn quốc cho bác này. Bảo hành 1 năm nhé. Bảo hành 1 năm. Đấy, sau 1 năm bên em vẫn hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho cả nhà nhé. Đấy, nên cô chú anh chị mua bếp nhà sử dụng thì cực kỳ là yên tâm luôn ạ. Đấy, số kỹ thuật thì bên em luôn luôn đi đằng sau bếp nhé. Em có bất kỳ vấn đề gì thì cô chú anh chị cứ liên hệ vào số kỹ thuật. Kỹ thuật bên em sẽ hỗ trợ các cô chú anh chị một cách nhiệt tình nhất nhé. Một chiếc zin này phím nhẫn đời tháng 11 năm 2022 nhé. Màu mặt men màu đen cực kỳ là đẹp luôn. Độ mới rất là cao. Đấy, em sẽ để cho cô chú anh chị giá là 2,8 triệu nhé. 2,8 triệu nhé các bác. Đấy, các bác nào, cô chú anh chị nào mua hàng thì xin liên hệ vào số điện thoại Zalo của em là 0397697664 nhé. Đấy, em sẽ quay trực tiếp cũng như test trực tiếp cho các bác xem hàng nhé. Đấy, rồi và tỷ lệ mua hàng bên em thì cô chú anh chị cọc giúp em từ 2 đến 500 nhé. Khi mà bếp đến tay cô chú anh chị thì cô chú anh chị đồng với shipper bên em sẽ được kiểm tra hàng, test hàng ok, giống như trong video em Phúc gửi cho cô chú anh chị, thì cô chú anh chị mới phải nhận hàng và thanh toán phần còn lại cho shipper bên em nhé. Ngay đến đây thì em xin được tạm dừng video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.